rồi. Sao? Sao lại hát cái bài đấy? Tôi có mỗi bài mà tôi cứ nhìn cái chữ là nện thôi. Không phải là cái bài đấy, mà là cái bài 8324 cơ mà. 8324 là cái gì? Là cái bài không dám đâu cơ mà. Không dám đâu là cái gì? Với thằng này chả cái gì là không dám rồi. Cái bài không dám đâu nhá. Đó. Nó là thế này này. Không dám đâu, em còn phải làm việc à. Không dám đâu, anh đừng hối lộ mà. Rồi, sao có ghê, sao lại biếu phong bì. Xuống sao nhớ nhớ rồi. Không dám đâu, không dám đâu. Rồi, 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 đấy. Rồi, rồi, phải rồi, rồi, thần xin hát cái bài kia là trí xóa không tính. Không dám đâu. Thôi, thôi, quyền ông quan chức, bà kinh tế. Thôi đi. Hát không có chữ không hát được cái chứ không phải. Nói về hát đấy, về ca nhạc đấy, thì phải hỏi đây. Sau đây sẽ là một tiết mục song ca nam nữ. Gớm nghe cứ mát hết cả ruột. Tiết mục mang tên quan chức thời nay, nghe đây. Là hát về ngành mình ấy. Sao sinh ra mang bao nhiêu bi tham nhũng thế? Và quyền nhiều người luôn bênh vênh cho rằng mình là vì dân. Thật nụ cười người ta không như là lời mà người ta đã nói. Hãy nghĩ lại đi, soi vào gương xem mình đã làm gì. Bắt đầu lộ diện đại biểu của dân, anh liền kết thân với một nữ quái. Ông chân chỉ đạp tái thiết đắt trường, anh cho mỗi trường bài giảng đi tính. Nhưng anh chẳng dính cứ để quân làm, anh cứ tàng tàng xơi 500 triệu. Giờ thì rất điểm anh đã vào tù. Yeah, here we go, come on man. Hỏi cuộc đời tại sao sinh ra ngoan bao nhiêu vì tham nhũng thế? Và cùng nhiều người luôn vênh vênh cho rằng mình là vì dân. Thật nụ cười người ta không như là lời mà người ta đã nói. Hãy nghĩ lại đi, soi vào gương xem mình đã làm gì. Có anh quan chức bụng chửa rất to, suốt ngày bò bò chỉ lo giữ ghế. Anh ngồi như thế để nhận phong bì, anh dùng cái quỳ ăn chìa đất cát. Đúng là ngồi mát mà ăn bát vàng, miệng rộng ngang tàng ăn nhà công vụ. Mọi người lỡ dại mà đụng đến anh thì sẽ bay nhanh mà phanh không kịp. Này có cần học lời không? Mang giấy bút đây chép cho. Hay lắm, bài này mà bổ sung kho tàng của tôi là hơi được. Chép hộ gì nhé. Trời ơi, đấy. Dạ, dạ bẩm Ngọc Hoàng.